người xứng đáng cơ hội này và chẳng có bất kỳ sai sót nào trên chấm được một mét. Khi đây đã là lần thứ 51 trong năm mà cựu sao Rama bị xa lưới thủ. Và là một thống kê quá mới ấn tượng khi CR7 vẫn còn vài điểm phải làm để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong 12 tháng qua. Nguyên nhân là bởi hiếm có khi nào mà cuộc đua của những máy dội bom thượng thừa lại căng thẳng như là năm nay. Đến tận Giáng sinh vẫn còn bốn ứng cử viên có cơ hội chạm tay vào danh xưng cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất mà mọi tiền đạo đều khao khát. Về mặt con số thì Harry Kane, Kylian Mbappe đã nắm lợi thế với thống kê 52 lần. Thế nhưng sự căng thẳng vẫn là rất lớn với fan của hai ngôi sao kể trên khi họ đang tỏ ra tự tức cách hài hước về thần tượng đã phải nghỉ đông quá sớm. Việc này khiến cho thủ quân tuyển Pháp và đội trưởng Nam Sư không thể ghi thêm bàn thắng và đánh chốt sổ năm 2023 của mình ở con số 52 vô thật quá ấn tượng. Tất nhiên cả Kane và Mbappe đều có 12 tháng hoạt động đầy năng nổ và họ đâu thể kiến nghị Bundesliga hay là Liên Bang hoãn nghỉ đông để mình có thể có thêm cơ hội sẽ lên lưu vụ. Điều mà trụ cột Bayern Munich cùng PSG có thể làm chỉ là chơi thật tốt trong những trận đấu cuối cùng của năm để tạo ra một cách an toàn những kẻ bám đuổi. Mình chung cuộc việc này đã phải lập cờ vấn định chiến thắng 2-1 của Bayern trong Wolfsburg hồi giữa tuần hay cú đúp vào lưới Max của Mbappe. Điều thú vị là hai sự kiện diễn ra trong cùng một ngày và đội trưởng tuyển Pháp cùng thủ quân tạm xứ không hẹn mà gặp đã tự kết bằng thành tích của nhau. Do vậy ở trường hợp thuận lợi, hai máy dội bom thượng thừa và làm thủ cầu sẽ chia sẻ danh xưng người có nhiều bàn thắng nhất năm 2023. Kịch bản này thú vị, nhưng giờ là lúc chúng ta đến với câu chuyện của một người đối với cách tạo ra dấu ấn cho các cuộc đua. Theo đó, Ronaldo đang kém một đội kể trên một bàn thắng, nhưng còn tới hai trận đấu ở trước mắt. Hiểu một cách đơn giản, CR7 chỉ cần tìm thấy mảnh lưới đối thủ còn lại trong tháng 12 là sẽ vượt